Hiện Nghệ An còn trên 74.000 hộ nghèo. Nhiều cảnh đời, số phận nghèo khó, ốm đau, bệnh tật, cần lắm sự sẻ chia giúp đỡ của cộng đồng. Với mong muốn nối dài vòng tay yêu thương, giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật, khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hàng năm, mỗi dịp Tết đến, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông lại tổ chức hành trình về với bệnh nhân nghèo. Năm nay, chương trình được triển khai từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1 trên địa bàn 5 xã Lý Thành, Đại Thành, Mỹ Thành, Trịnh Thành và Minh Thành, huyện Yên Thành. Tại chương trình, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông huy động các loại máy móc hiện đại như máy đo huyết áp, máy siêu âm, nội soi tai mũi họng, máy điện tim, các máy xét nghiệm công thức máu, v.v. Nhờ đó, người bệnh được thăm khám tổng quát đầy đủ và chu đáo như khám trực tiếp tại bệnh viện. 60 y bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện trở thành những chiến sĩ tình nguyện mang áo blue trắng, vừa tận tình khám, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, vừa ân cần tư vấn, giải đáp những băn khoăn, giúp điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Dù ốm yếu nhưng gia đình khó khăn nên ông Ngô Chí Công ở xóm 1, xã Minh Thành rất ít khi có điều kiện để được kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Với ông, chương trình khám bệnh miễn phí của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông triển khai ngay tại xã thực sự là một cơ hội quý. Bác thầy chương trình ngay rất có ý nghĩa, rất có ý nghĩa được Bệnh viện Cửa Đông quan tâm nhân dân. Bà con tôi là 3-4 năm trời này không có điều kiện đi khám. Hôm nay tôi được biết bệnh tôi, đau đầu, khớp, thải hóa cổ sống. Tôi cảm thấy là bây giờ nhân dân ta ai, bà con nhân dân ta ai cũng được nhờ cả. Mời bạn Trần Việt Ân, sinh 1957, 62 Minh Thanh. Được sự là nhiệt tình của y bác sĩ là khám và thiếu ấm và điểm tím và thử máu, cho nên là chúng tôi là những người thấy mặt những người nghèo là xin trân trọng là cảm ơn bệnh viện đã quá. Trong 2 ngày diễn ra chương trình, đã có tới 1.500 người nghèo của 5 xã thuộc huyện Yên Thành được thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Trong suốt 4 năm qua, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã tích cực hưởng ứng chương trình Tết vì người nghèo bằng nhiều hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn. Nổi bật là hành trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 6.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện thì hoạt động cả ngày á. Là được 4 năm rồi. Với mục đích ấy, là có 2 mục đích. Thứ nhất, bây giờ tất cả đây. Bây giờ kiểm tra, kiểm tra kỹ những bệnh nhân nghèo, những bệnh tiềm ẩn mà không có điều kiện đến với các cơ sở y tế tiếp cận. Cái mục đích thứ hai quan trọng hơn đó là đánh giá toàn bộ cái khu vực ở vùng miền mà cái ngành y tế quản lý đang còn sơ suất điều gì, từ đó đưa ra giải pháp cho ngành y tế và y tế ở các huyện quản lý chặt hơn cái nguồn bệnh đó. Với những bệnh nhân nghèo, chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông là nghĩa cử cao đẹp, ấm tình người. Còn với các y bác sĩ của bệnh viện, niềm vui của người dân nghèo chính là nguồn động lực lớn lao thôi thúc họ tiếp tục hành trình mang những cái Tết đầm ấm yêu thương về muôn nẻo làng quê, vùng sâu, vùng xa.